vào phim mà đầu nghĩ chỗ khác. Nhớ nhau không chịu được. Vừa vào khóc và già nhìn là em muốn nhảy vào chén luôn này. Nhìn vào chén luôn này. Chắc là em xin tự giới thiệu, em là Ứng Duy Kiên và hiện tại giờ đang làm đạo diễn. Còn em? Dạ, em là Huyền, em 32 tuổi. Hiện tại em kinh doanh cửa hàng váy cưới. Huyền 32 rồi, Kiên dạ. Bao nhiêu? Em 27 tuổi. Vậy là Kiên bị già hơn Huyền nhiều lắm á nha. Em bị già hơn ạ. Cái tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Bọn em gặp nhau là vào một cái ngày làm việc. Bạn này bạn quay, còn em thì làm make up. Thì đợt đấy là bạn này bạn đang buồn. Tại vì là vừa mới chia tay người yêu, đúng không? Vâng, đợt đấy em bị lừa tình. Cái đó là cái câu chuyện này cách đây bao nhiêu năm rồi? Năm 2014 đó. Em đi làm cái dự án đấy thì là bạn bè có bảo là bây giờ mày đang buồn như thế thì thôi tao giới thiệu cho mày hai đứa này, xinh lắm, thì là cho em xem ảnh. Thì cũng đều hơn tuổi em hết. Người cũng bảo với cả em là bây giờ xác định cô này thì cô có con rồi, yêu rồi để chén thôi. Cô này thì chưa có nhưng mà khó tính. Đấy. Thì tất nhiên là em xem ảnh thì em thích cô có con hơn, thì cô ấy trông ngon thật. Là cô kia chứ không phải vợ em. Đúng rồi, xong rồi đến trường quay gặp cô kia thì lại không được như ý của mình. Nhìn thấy cô này thì cảm thấy rằng nhìn là cô ở ngoài khác. Có thần thái tốt hơn. Vâng, đúng rồi. Tức là chảnh, em thích con gái chảnh. Mà ngày xưa em cũng chảnh. Ngày xưa em mà đi tán gái là gái đuổi luôn. Nhưng mà gặp một cô này phát là ra hỏi là đã ăn sáng chưa? Không trả lời rồi thuốc rồi hút. Thế nên là em bảo thôi bất rồi, ngờ xong rồi, nghe là được rồi. Thế là cũng vào phím là chị ơi em thích chị này, thích chị này. Thế còn em thì sao? Lúc đầu là không để ý gì thật. Rồi ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em. Có dễ dàng không? Còn lúc đầu cũng không dễ dàng lắm. Khoảng thời gian đầu em cứ chị rồi em rồi vâng vâng ạ. Lúc đầu là em không để ý đâu. Thì vì kém em tận 5 tuổi á. Em nghĩ kiểu như là em thôi. Em chỉ nghĩ là vui thôi. Xong cũng ngoan lễ phép. Thì xong có tình cảm. Cà phê với nhau là ngồi nói chuyện nhau 4-5 tiếng luôn. Nhưng mà lúc đó là tụi em làm việc ngoài kia hay là trong này? Dạ ngoài kia. Bọn em cưới nhau xong rồi em vào. Cái lần mà anh ấy tỏ tình với em á. Dạ. Thì nó như thế nào? Lúc đấy là đi đưa nhau đi chơi về. Xong rồi nhắn tin, nhắn đến tận 2 giờ đêm. Tự đưa đẩy nhau tỏ thôi. Tỏ tình là mình qua điện thoại thôi. Tin chắc đấy là nhau, hôm sau người yêu nhau luôn. Nhưng mà lúc đó là em đã xác định rằng là cái tình cảm mà em dành cho cô này đó là thật lòng. Bọn em có nói với ở nhau, yêu nhau thì mình cứ biết rằng là mình thứ nhất là mình yêu nhau mình phải thật lòng. Thứ hai là mình sẽ không gây phốt cho nhau. Gây phốt gì cho nhau hết. Thế là được rồi. Còn cái chuyện mà có như thế nào thì cái đấy tính sau. Rồi các em làm cái công việc là làm phim thì chắc chắn là sẽ thường xuyên đi xa. Vâng. Dạ. Thì đi xa thì có đi xa không? Đi xa, có đi xa là như nào? Tính là mình xa đó thì có đi xa. Ý anh Thuận hỏi em á là em có chén không đấy? Có chứ. Đấy. Yêu phải chén. Yêu là phải chén nhé, yêu không chén thì chán. Là sau khi tỏ tình đúng không? Đúng rồi. Tất nhiên rồi. Các lần đầu các bạn đi thì là nó là ở đâu? Ở khách sạn, khách sạn. Khách sạn đúng không? Nó vui không? Vui chứ anh. Sướng. Chờ mà em là em dụ chị. Chắc là cả hai dụ nhau. Hôm đấy ra là vợ em có hơi mệt. Em bị ốm. Hai người đi xem phim với nhau. Đấy, em mới bảo là đi xem thôi, phim đi mà mắt thì nhìn vào phim nhưng mà đầu nghĩ chỗ khác. Đúng không? Thôi giờ về nhà sớm quá rồi thì nhớ nhau không chịu được. Ra ngoài đi vậy khách sạn đi. Thế là quyết định là đi khách sạn ở với nhau. Và ấn tượng. Chắc là trước rồi em toàn yêu trẻ con nên là nhìn thân thể của trẻ con em cảm thấy không thoải mái. Vì trông trẻ quá. Mà yêu người phụ nữ trưởng thành nên là nó sẽ là làm cho em bị cuốn hút hơn nhiều. Vừa vào phóc và là nhìn là em muốn luôn rồi. Nhìn chén luôn rồi. Rồi cái chuyện tình cảm của em á với bạn gái em lúc đó đó, cái tình yêu của các bạn có công khai không? Bọn em phải khoảng 3-4 tháng sau bọn em mới công khai. 3-4 tháng sau. Gia đình mình đón nhận cái việc đó như thế nào? Gia đình là phải 5 tháng sau. Khi mà bọn em đã xác định bọn em đến với nhau rồi á, bọn em cùng nhau kinh doanh. Đến khi mà ra mắt bố mẹ hai bên cũng rất là thuận tiện. Và là các cụ phải tin rằng á là hai đứa đến với nhau là chúng nó có thể xây dựng một cái gì đấy, tạo cơ đồ đó. Cái quán đó là ở Hà Nội. Vâng, còn đấy là bây giờ là tụi em đang ở Sài Gòn. Dạ, vâng, bây giờ em định cư trong này. Đúng rồi ạ. Là tụi em có em bé chưa? Dạ em có rồi. Động phòng dính luôn. Tụi em bắt đầu lập nghiệp đây thì mọi thứ nó suôn sẻ như ở Hà Nội không? Sao có nhiều. Ở ngoài kia thì bạn ấy cũng có một chỗ đứng rồi, mà vào đây thì mình cái gì nó cũng mới ạ. Gần như là thời gian đầu bọn em không có công việc gì. 5 tháng là 5-6 tháng liền. Sau 5 tháng thì mình khẳng định được cái vị trí và cái chỗ đứng của mình thì không phải. Sau 5 tháng thì bọn em có em lúc đấy thì em mới chuyển sang làm đạo diễn. Đó thì em làm gì? Trước đấy em làm quay phim với cả đạo diễn hình ảnh. Rồi là ở đây luôn chứ có ra Hà Nội trở lại không? Gần Tết thì em ra Hà Nội thôi. Ra trước khoảng 1 tháng thì Kiên còn bận việc ở trong này.
vợ với lại con là ôm nhau ra Bắc. Vâng, đúng rồi. Mình kiêng trong này luôn. Lúc đó kiêng sao? Ôi hoảng lắm chị. Hoảng sợ luôn. Rất nhiều thứ phải lo. Lúc nào cũng lầm lũi ở nhà một mình. Có bị stress không? Stress chứ anh, em trầm cảm luôn. Vâng. Giải quyết cái trầm cảm đó bằng cách nào? Ra với vợ thôi. Tức là như vậy là ông kiêng ông trầm cảm là vì ông nhớ vợ, nhớ con. Nhưng mà cái triệu chứng gì mà em khẳng định rằng đó là trầm cảm? Em hay nghĩ linh tinh. Rồi em cứ đi đi lại lại trong nhà nhiều, rồi làm một cái gì đấy em cũng bị đắn đo. Rồi em thức đêm nhiều này, rồi uống cà phê nhiều này, rồi làm việc cũng quá sức nữa, các thứ nữa. Nên là mình bị cục tính, làm cái gì cũng muốn chửi, làm cái gì cũng muốn đánh người khác. Nhưng mà em cục xúc, từ đấy là cục xúc. Lúc đó em biết không? Đến lúc mà bạn ấy ra rồi ấy, em gặp chồng em rồi thì em hơi hoảng. Tại vì em thấy rằng là khác, em biết. Em nhận không được kiểu tình cảm, không kiểu tình cảm giống ngày trước. Lúc đó chắc xuống sắc lắm đúng không? Kiểu xuống lúc lắm đấy ạ. Bạn ấy gặp em mà bạn ấy mừng như là trẻ con được đi đi. Thôi mà em thấy như thế mới là kiểu cảm xúc thật đấy. Cũng hay mà. Đâu, nhưng mà kiểu bạn kiểu nói như thế nào? Bạn ấy kiểu ví dụ nếu bình thường đi chơi ít khi bạn nhận xét tiêu cực á, nhưng mà đi là toàn nhận xét tiêu cực thôi. Xong rồi về tối về toàn ôm vợ, xong rồi bảo rằng là cái thời gian qua anh nhớ em lắm, mới cả buồn thì lắm. Tức là mọi thứ nó đều trở nên gọi là hơi quá một chút. Đúng rồi. Mà nói đơn giản em đi trên đường thôi, em nhìn thấy một cái xe đặt ngang đường rồi em cảm thấy khó chịu và rất là ghét và muốn tìm chủ xe chửi cho người ta một trận. Vậy hả? Xấu xí và đánh đá kinh khủng khiếp luôn. Trầm cảm như kiểu trầm cảm thay vợ. Trầm cảm xấu xinh. Rồi bây giờ thì tất cả mọi thứ là yên ổn hết rồi đúng không? Anh ấy có tật xấu gì không? Tật xấu ở trong em thì có chứ ạ. Thì gần đây là hay cọc cằn. Hay to tiếng. Mà ngang á. Vâng, em bị cục tính. Ngày trước thì bạn ấy không nóng như thế đâu. Rồi bây giờ tới em nè. Bây giờ vợ em có tật xấu gì không? Hiện tại thì em chưa tìm được. Hiện tại bây giờ là em vẫn cảm thấy vợ em tâm lý vẫn đẹp. Em bừa bộn hơn chồng em nhiều. Đi đâu du lịch hay như thế nào á là toàn chồng em xách vali thôi à. Tại vì em mà xách thì lát sau chồng em ra chồng em bỏ ra xách lại. Đổ hết ra. Cái điều đấy cũng không quan trọng. Yêu em quá bạn không nhìn những cái nhỏ đấy. Đúng rồi. Thì em cũng không hay để ý tới tật xấu của người khác, chỉ cái gì nó chướng mắt quá ở đời mình mới nói thôi. Hiện tại nó hoàn hảo. Vâng. Hiện tại. Như vậy chắc chắn là dùng từ hiện tại. Chưa biết được tương lai như nào. Không cần gì phải thay đổi đúng không? Vâng, đúng chính xác. Em có mong chồng em thay đổi gì? Em chỉ mong là chồng em thứ nhất là bớt ngang hơn. Với cả là nhẹ nhàng hơn thôi. Có nghĩa là trở lại như là kiêng của ngày trước á. kiểu đấy. Đúng rồi, thỉnh thoảng vợ em có nói là anh khác trước nhiều quá. Đó. Cho nên giờ vợ mong muốn kiêng trở lại như ngày trước á. Vâng. Còn kiêng có muốn vợ thay đổi gì không? Không, em thì em vẫn muốn vợ em như này. Nhưng mà cô ấy có khi nào mà quên đi cái bản thân mình để mà chỉ có lo cho chồng, mà lo cho con, lo cho gia đình mà không có cái thời gian cho bản thân mình không? Em á? Có chứ ạ. Đó. Nhưng mà thật ra nói có hay có thế, em thấy vợ em vẫn đẹp. Lúc mà vợ em đẻ xong ấy, thì mất khoảng 2 năm ở nhà chỉ có nuôi con rồi đọc sách về bỉm sữa rồi tất cả các chủ đề cũng đều chỉ vì là con thôi. Ra ngoài gặp bạn bè của em hay bạn của cô ấy cũng toàn nói chuyện về những cái vấn đề như thế. Nên là em cũng kiểu cố gắng để làm sao để cho vợ em đi ra ngoài nhiều hơn, rồi quan hệ nhiều hơn, rồi làm đẹp nhiều hơn. Vì thật ra đúng đất đấy là tuỳnh toàng. Trông cũng chán chán nhưng mà... Em là một anh chồng rất là tâm lý á chứ. Vâng. Đối với tụi em á, chị cảm nhận một điều á, là Kiên rất là thương vợ. Dạ. Yêu vợ, vâng, rất là thương vợ. Em tìm được ở vợ em rất nhiều những cái cảm xúc mang lại cho em. Đúng rồi. Người vợ, người bạn. Bạn ấy ở nhà mà em mà buồn, bạn có thể mặc xịp, bạn đứng bạn nhảy múa cho đó, em. Đó, đó. Đó chính vì vậy mà khi mà xa em một thời gian thôi, có một tháng trời thôi mà bạn bị trầm cảm là em biết là bạn thương em cỡ nào. Tức là em là một cái điều gì đó mà cần thiết vô cùng trong cuộc sống của bạn. Nó giống như hơi thở vậy đó. Em quá hạnh phúc khi em có một cái người đồng hành với mình như vậy. Thường những người đạo diễn họ, cái cảm xúc của họ thay đổi dữ lắm. Họ phải tìm rất nhiều chất xúc tác bên ngoài tạo cái cảm hứng. Nhưng mà em đã mang đầy đủ những cảm xúc đó cho bạn rồi. Thì thành ra là hai bạn á, là cũng giống như là món quà mà Thượng Đế á, cho tặng cho nhau á. Tức là ổng đem Kiên lại cho em, ổng đem em lại cho Kiên. Chị nghĩ là như vậy. Cần phải có nhau đó. Thôi xin chúc mừng hai em. Chúc tụi em hạnh phúc thôi. Chúc em hạnh phúc như thế này. Thầy được giới thiệu là rất là đẹp trai, làm hụt hẫng dễ sợ luôn. Chúc tình là một em bé lớp 6, lớp 7 vậy thôi. Đen, xấu. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Thu Sương, em năm nay 23 tuổi và hiện tại em đang là chủ trường mầm non. Thế còn em? Dạ, em là Vương, em năm nay 29 tuổi, em đang là nhân viên máy tính. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Chắc có thể là vô
sửa cái dàn hát karaoke của cô đúng không? Tôi quất rồi nha. Bữa nay tôi là thắng chết quất. Thôi để người ta nói đi ha. 5 năm về trước em lên ở trọ chung với một cái người dì của em. Ông xã em là bạn của dì Út, thì đến để lấy cái máy tính của dì Út đi sửa. Thì mới nhờ em mang cái máy tính đó ra. Ông này được giới thiệu là rất là đẹp trai, học giỏi, ngoan hiền và rất là ga lăng, nên thấy rất là thích. Và sau khi mà cầm cái máy tính ra rồi á, thất bại hoàn toàn. Trời ơi, mặc áo sơ mi dài tay kín cổ với quần tay mà nó dơ ơi là dơ, nhìn có đôi dép kẹp mà như ông già ấy, mà nhìn từ trên chẳng có gì để gọi là đẹp cả. Xong cái đưa cái máy tính cho vậy, cái cầm đi về một mặt luôn, chẳng có cảm ơn tiếng nào hết, làm hụt hẫng dễ sợ luôn. Và bạn thì sao? Dì của vợ em hiện tại này, trước đó mấy ngày con nói rồi là có một đứa cháu muốn giới thiệu cho, nên trong ngày xinh đẹp, nó em cũng hí hửng lắm, đi xuống hơi bị bất ngờ một chút. Lúc đó là cứ tưởng là một em bé lớp 6, lớp 7 vậy thôi, chứ không nghĩ là lúc đó là 18 tuổi đâu. Nó đen xấu, thôi lặng lặng con mới đi về luôn. Đi ra là đi về là có chủ đích hết trơn á. Hai người đều bị cô Út lừa. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì em cũng có cưa cẩm này nọ nữa. Một hôm thì nghe dì Út nói là trời ơi, bé không phải mẫu người của Vương thích đâu. Vương là hả, thích cái người rất là thùy mị nè, rồi nết na, rồi nữ công gia chánh. Còn em thì lại là nóng tính, mà dữ, mà vừa xấu, mà vừa lùn, vừa đen. Nói chung là chẳng có cái gì để hợp cả. Mới nói là trời, người ta đã không thích rồi mà cứ nhắn tin hoài, phiền phức quá. Thế là từ lúc đó là bỏ luôn ý định cưa cẩm luôn. Thì khoảng 1.5 năm sau á, thì bất ngờ là anh này gọi điện thoại. Lúc đó là kêu bằng chú thôi, chứ không kêu bằng anh đâu, tại vì lớn tuổi quá. Lý do gì mà tự nhiên em lại thay đổi thái độ? Hôm đó vô tình từ Bình Dương xuống Sài Gòn học, hôm đó về sớm quá, thế cũng lười về, xem danh sách từ trên xuống, đến đây để dùng. Đúng là pha dân. Giống như là mời ai từ trên xuống dưới chẳng ai đi hết, cứ mình nhận lời thôi. Bữa đó ông ta mà Nguyễn ông đi ngang xong rồi ông thấy gì? Xẹt quá gái. Rồi, đến cái mốc đó là các bạn đã yêu nhau chưa? Dạ chưa. Lúc đó thì em đang tâm thế là em yêu đem trả thù lại thôi. Tại lúc trước em cưa cẩm dữ quá, bỏ ra cả 3 tháng trời phải trả thù để bỏ lại cho biết đau khổ giống như mình vậy đó. Trả thù đó không thấy mà cuối cùng thấy nha. Trả thù lại. Trả thù lại hả? Tại vì trong cái thời gian mà đang ý định trả thù á, thì thấy ông này thiệt tình quá. Từ Bình Dương mà chạy xuống Sài Gòn cứ ngày nào cũng đi như vậy hết. Thấy cũng thiệt tình quá thôi, thấy tội, thương luôn. Dạ, các bạn yêu nhau bao lâu? Yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Vậy thì khi yêu á, là em là xinh đẹp như thế này, cho nên anh nghĩ ổng là cái người ghen tuông lắm đúng không? Dạ. Chú ghen bé hay bé ghen chú? Dạ. Dĩ nhiên chú là mấy ông già mới ghen. Chú ghen bé. Không, ghen lắm đúng không? Sao vậy chú? Ghen đúng một lần thôi. Cái lần đó sao ghen? Lần đó là bé ngồi sau xe của người yêu cũ về quê, tự nhiên thấy dì Út của bé, thì bạn á gọi điện lên kêu là quan hệ hai đứa thằng nào rồi mà bây giờ nó ngồi sau xe thằng khác rồi. Rồi sao? Đó là do là mình đi xe buýt thì hay bị say xe, cho nên là người yêu cũ nó là anh cũng đi làm trên đây rồi, sẵn tiện về rồi anh ghé ngang chở về, thì thấy là đâu có mất mát gì đâu, chở về thôi mà. Nghe dì Út gọi tới nói tới khúc đó rồi tức mà vừa sợ mất. Sợ chứ. Lập tức gọi điện lên thừa nhận luôn. Thừa nhận luôn là sao? Đâu có gì đâu, tại vì mình chỉ ngồi xe mình dựa vai thôi. Rồi không cái dựa ôm ngủ thì trời ơi, trời ơi. Cái đó không có ôm mà là do là mình dựa thì cái người chở người ta sợ mình té, thế là người ta mới nắm cái tay mình lại thôi chứ. Cái gì đó lý do hết rồi, sao nó gây cấn nè. Mình tỉnh không? Hơi sốc. Rồi điện xuống cho vợ. Nếu mà em không yêu người ta thì anh rút lui. Thôi. Vợ khóc lóc ý ơi đủ thứ luôn. Lúc đó vợ là khó thở vậy đó, cảm giác nấc nấc sợ xíu á. Thế sợ quá thì để xuống nói chuyện sau. Là đánh ghen kiểu đó thôi đó. Tưởng là chú này là phải bắt xe về liền. Chú lành quá chú ơi. Chú hiền quá trời hiền. Chú hiền lành như vậy chắc chắn là đó giờ chắc chú bị ăn hiếp nhiều trận lắm đúng không chú? Nhiều lắm. Sao kể nghe coi. Nó chạy xe thì mình nói một cái sau lưng. Em kêu chứ anh ơi, em bị cắn anh một cái. Cắn xong rồi mày về đã tím luôn á. Lý do sao cắn người ta? Tại vì á, ngồi sau lưng mà nói chuyện mà không thèm trả lời. Thế là tức quá cắn cho cái cho biết mình hiện diện. Vậy thôi. Rồi mỗi lần mà đi lên thăm em thì như thế nào? Mình ở Bình Dương, từ đó xuống đây rồi từ đây về khoảng 100 cây. Đi xe máy hả? Xe máy. Trời ơi, hao tốn dữ ạ. Lúc đó là công việc ổn định chưa? Xăng cũng được. Mới ra trường à. Vậy đâu có tiền. Có khi nào cầm xe? Có cầm giấy tờ. Cầm giấy tờ mà cầm lần vậy được nhiêu? Lần được khoảng 500 thôi. 500 ngàn? Dạ. Đổ xăng hết 100 rồi đó. Mà cầm bao nhiêu lần? Dạ, cái này cũng rất nhiều lần. Cứ thường cuối tháng là phải cầm 500 ngàn, lúc mà sinh viên là cũng lớn lắm vậy. Nhiều. Bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ, 1 năm. Rồi, chồng em một cái người hiền lành như vậy, hy sinh vì tình yêu như vậy,
Thì bây giờ về nhà ở chung nhà, chắc ông không có cái tính xấu gì đúng không? Nhiều lắm, lúc mà yêu thì em không thấy xấu cái gì hết trơn á. Mà tới khi mà cưới nhau về rồi á, thì phát hiện ra chuyện động trời là ở vô kinh khủng á. Từng tắm mấy ngày? Ngày nào cũng tắm. Nhưng mà mặc không cái quần sọt mà cứ mặc suốt một tuần. Không bao giờ thấy giặt. Cứ sáng thì mặc bộ đồ đi làm, đi làm xong rồi chiều về thay đúng cái quần sọt đó, xong sáng hôm sau lại tiếp tục mặc bộ đồ khác đi làm, chiều về lại thay đúng cái quần sọt đó. Mà cứ hỏi, ồ anh ơi sao anh hết quần rồi hay sao mà anh có mặc có một cái quần, quần mới mặc có một tuần mà dơ gì em. Vậy là chú có mấy cái quần sọt? Em mua cũng rất là nhiều, mua 3-4 cái lận. Anh nhiều cũng có 3-4 cái lận. Mà lấy nhau 1.5 năm rồi mà có 3-4 cái quần thì dĩ nhiên ổng đâu dám mặc nhiều hay giặt quá nó mòn, đúng không? Ủa vậy thì trong cái lúc yêu đó sao em không phát hiện ra? Trong cái lúc yêu á là do là tuần này em cũng về nhà trọ của anh á, giặt đồ đổi đồ cho đi làm, giặt cho anh á hả? Dạ. Cho nên là đâu có phát hiện ra đâu, mình không có ở đó cái bên đâu có biết là mặc cái quần sọt còn mặc một tuần lễ vậy đâu. Ngoài cái chuyện cái quần ra còn cái tật xấu gì nữa không? Tật xấu là ngủ ngáy to lắm. Cái đó không phải tật xấu đâu, cái đó là tật bệnh chứ không phải tật xấu. Tôi bỏ qua đi, tội nghiệp quá. Nhưng mà cái khi nào ảnh hưởng đến em không? Dạ có. Ngủ không được, điên loạn lên. Dạ đúng rồi. Mà cứ nằm cái bên mà ngáy o o, tự nhìn qua tức có tán cái bóp. Đỉnh dậy cho không? Nằm xuống ngủ tiếp không? Giật mình dậy hỏi, cái gì vậy em? Cái xong cái đâu gì đâu, ai kêu ngáy to quá chi. Xong nằm xuống ngủ được, lại tiếp tục ngáy nữa. Xong cái tức quá tán, không có tác dụng, bóp mũi. Trời ơi, bóp mũi hả? Rồi, còn tật xấu gì không? Trước khi cưới á, thì vợ quan tâm với vợ dữ lắm. Vợ đòi cái gì được cái đó, tới khi cưới về rồi là vô tâm vô tư vô lo, chẳng có lo lắng gì tới vợ hết. Cái ngày lễ kỷ niệm nè chẳng bao giờ thấy mà mua một cái bánh kem hay một cái món quà tặng vợ. Vợ làm nhà giáo mà chẳng bao giờ 20/1 mà tặng vợ được bó hoa. Trời ơi, cái đó là xấu thiệt rồi đó. Vô chú tâm cái đó là chú vô tâm quá đó. Khi mà lễ á thì nhắc anh hôm nay lễ đó nha, thì về được 2 trái xoài cây đi tặng vợ 20/11. Sao vậy? Lúc mà là yêu á, tân tiêu như vậy thành giống như là bản năng luôn mà sao lúc cưới xong lại là mất tiệt cái bản năng đó vậy? Cưới xong thì nhiều có thể lo quá rồi, không nghĩ đó quan trọng lắm. Tức là không phải là quên, nhớ nhưng mà nghĩ rằng thôi cái đó lúc yêu nhau thì cần thiết rồi, bây giờ chắc không có cũng không sao đúng không? Sao lúc yêu nhau rồi 100 cây số cũng chả sao. Thế bây giờ cô vợ của chú có thật xấu gì không? Cũng nhiều lắm. Lúc mới quen là thấy hiền dễ thương lắm, nhưng mà cưới về biết là mới biết dữ mà quá dữ luôn. Ví dụ khi mà đang ngủ kêu dậy ăn cơm mà mắt ra trừng lên sạc cái mắt tăng liền. Sạc tức là chú sạc bé? Không, bé sạc chú. Tại vì lúc em thì khó ngủ xuống được là rất là mừng. Bây giờ tự nhiên vô kêu em về ăn cơm, trời ơi tức dễ sợ, mới giờ ngủ được kêu anh yêu cơm mình đi. Em không có ăn đâu, em ngủ rồi sao cái giận đi ăn cơm một mình. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt dữ lại một chút. Mong muốn cái gì nữa nói luôn đi. Chỉ cần bớt dữ lại được, đơn giản vậy thôi. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Quan tâm vợ chút xíu, bớt quan tâm bạn bè đi, lo cho việc gia đình nhiều hơn. Chị thấy vậy nè, cái tư tưởng của em á là chưa có đúng đâu. Mình đeo đuổi cả một thời gian dài, tốn bao nhiêu lần tiền rồi cầm xe cầm cộ, bao nhiêu công sức lực chịu đựng đòn đau rồi nhéo rồi chịu cắn để lấy được cổ đó. Lấy rồi thì phải giữ, chuyện lấy nó dễ hơn là giữ nữa. Phải giữ người ta chứ đâu có thể nào mà đặt mục đích là lấy được rồi xong thôi. Mình có một cái bản năng là quan tâm rồi ga lăng rồi để tâm đến người bạn gái của mình, tự nhiên lấy người ta xong rồi cái bỏ cái bản năng đó đi phí hoài. Chị thấy em nên giữ cái đó, tại vì chị cảm nhận cô này cô giỏi rồi nha. Năm mà chị 23 tuổi chưa làm được cái gì hết mà cổ đã là chủ một cái trường mầm non, không có đơn giản đâu đó. Còn cái giữ đó là một cái bản tính, cái sự cứng cỏi, cái sự mà gọi là cần phải thế này thế nọ đối với cuộc sống á. Thôi bây giờ mình quan tâm đi chứ chị nghĩ là với cái việc mà vợ em đang phải làm, cái đầu cũng mệt mỏi lắm chứ không có đơn giản ha. Rồi bây giờ em có muốn nói gì với vợ? Vợ luôn mong muốn lâu lắm rồi, và đến ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện nó. Lịch lãm quá đó, muốn tặng hoa người ta tặng hoa đó. Đây điều mong muốn của vợ bấy lâu, anh sẽ thay đổi nhiều để quan tâm em nhiều hơn. Em và con. Xin chào MC anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay của vợ chồng Soạn. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Minh Khoa. Thì em đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hải Phòng. Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng. Rực trời hoa phượng đỏ đó. Ủa em giờ năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 39. À 39, ở khoa làm ngành nào? Em kinh doanh bất động sản. Em vậy là Khoa nhỏ tuổi hơn Khoa, em đúng không? Nhỏ hơn em tới
4 tuổi. Ừ. Bởi vì nãy mới ra là chào bạn liền đó. Tại vì thấy sắp sắp rồi đó. Sắp sắp ngang ngang nhau. Rồi, xin mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả của đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em là Nguyễn Hằng. Em cũng hiện tại em đang ở Hải Phòng và công việc của em là chuyên phân phối về mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Dạ, năm nay em 34 tuổi. Dạ. Hằng là một cái gương mặt rất là thân quen và rất là hot ở trên Facebook đúng không? À, dạ. về mỹ phẩm của em. Dạ. Em có được một phút để giới thiệu về sản phẩm của mình á, mời em. Em kinh doanh cái sản phẩm đó là như thế nào? Dạ, em thực ra thì em cũng cái này đó là cái duyên ấy ạ. Tự dưng là cái nghề của mình nó tự dưng nó tìm đến mình. Ừ. Trước thì em kinh doanh rất là nhiều các cái mặt hàng khác nhau, nhưng mà nó là cái duyên đến với em, nó là cái khi mà gia đình mình ấy có người bị bệnh ấy, là dùng cái những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì cái đấy nó là cái mà gia đình của mình có cái người khỏi bệnh, thì sau đó thì mình mới làm những công việc đấy, thì mình thấy rằng là cái đấy nó ý nghĩa quá. Khi mà mình vừa làm mà mình vừa được, tức là mang giá trị lại cho những người khác, thì đấy là cái nó là cái duyên của em. Thì hiện tại bây giờ thì công ty của em hiện tại đang là có gần 70 sản phẩm riêng của công ty em. Em đợi xíu dạ. Anh Thanh đang bị trục trặc. Ở trong này à? Khoa vô rồi nào. Em vừa hôm qua. Sân bay có bị kẹt không? Sân bay có đông không? Không bình thường. Sân bay em vào trong tầng sân nhất á, có bị em thấy đông không? Đông á, đông á. Nó cũng đông nhưng mà không phải có. Hôm cách đây 2 hôm là ngoài kia kẹt cứng. Sao kỳ vậy? Thì có đường lúc mình di chuyển đến sân bay về. Biết sao không? Cái mùa này á là Việt Kiều năm nay về nhiều lắm. Lắm. Kẹt Việt Kiều năm nay là người ta nói cả 150.000. 150.000 là một ngày á. Nhưng mà về cả triệu mấy người luôn đó. 150.000 em nói là một ngày á. Em tưởng tượng là 150.000 thôi. Cho nên là dễ bị kẹt, nhưng mà đó là bên quốc tế thôi. Bên quốc nội đâu có gì đó. Kẹt cứng luôn. Thì lúc đó em có từ 2 hôm trước là sân bay về khách sạn thì nó mới tắt đường thôi. Trời, đường phố Sài Gòn mà bây giờ 6 giờ mà 6 giờ 15 chị đi nó cũng chị kẹt. Chị biết rồi, trời ơi, kẹt cứng cần luôn. Cái vậy đường Phạm Văn Đồng mà trời ơi, nó bự vậy đó mà 4-5 lần là xe. Chị phải đưa con Miếng Ngô đi học á. Thì đó, sáng chị phải đưa đi học xong rồi. Nhưng mà ngày thường thì sao? Thì cũng vậy. Ok. Nó lớn rồi sao để không, thằng Phú, nhưng mà chị đi quay chị phải đi theo nó chứ không đường Phú đừng vòng về còn chết nữa. Chết nữa. Rồi. Rồi tiếp tục. Cái duyên. Em nói đang là cái duyên để có 70 sản phẩm gì đó. Thì thực ra đấy, cái nghề của mình nó là cái duyên ấy. Tức là từ trước giờ em kinh doanh rất là nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà khi cái này nó là cái duyên, mà khi mà nhà em có người bị có vấn đề bị bệnh ấy, thì mình biết đến những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, thì cái người nhà của mình khỏi bệnh, thì sau đó thì mình tự dưng những cái sản phẩm tốt nó cứ tìm đến mình ấy. Dưng là nó cứ tìm đến mình ấy. Và sau khi mình thấy rằng là mình làm những cái ngành nghề khác rồi, nhưng cái này là nó đem lại giá trị cho mọi người, thì là mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Thế là em mới chuyển sang cái ngành nghề này. Thì công ty của em thì cũng được, hai vợ chồng cũng được 8 năm rồi. Thì hiện tại là công ty em có gần 70 sản phẩm của công ty, vừa là mỹ phẩm và vừa là thực phẩm chăm sóc về sức khỏe. Dạ. Tốt rồi đấy. Và cái sở gần nữa công ty em là vì sức khỏe, tương lai người Việt. Nên là lúc nào mình cũng mong muốn là mang những cái sản phẩm tốt nhất và ưu việt nhất như tất cả những cái. Vậy là, cái năm nay á, là bất động sản là coi như là tạm thời đứng yên đứng chỗ yên. Đặng phụ với vợ thôi đúng không? Sang mỹ phẩm và thực phẩm sức khỏe. Đúng rồi. Đó, cái gì có thể đứng yên, nhưng mà sức khỏe thì lúc nào cũng vậy, cũng phải cần được chăm sóc. Chăm sóc, đúng không? Nó đi lên ạ, không thì nó đi xuống. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho anh Thuận cũng như là chương trình biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau. Và lần đầu gặp thì có ấn tượng gì về nhau? Thì cơ duyên gặp nhau thì là em biết Hằng là qua một cái bà chị ấy, bà chị lại chơi với ông anh, ông anh ấy lại chơi với em. Thế là qua đấy thì em biết đến Hằng. Thì Hằng là ở trên Hà Nội, sinh sống ở trên Hà Nội, em ở dưới Hải Phòng. Thế là Hằng cuối tuần thì hay ở trên Hà Nội về Hải Phòng chơi với bà chị.
Thế là mới chấp đối cho nhau đó, gặp nhau đó đúng không? Vâng. Coi như bà chị chơi với ông anh của em, thế là coi như đi đâu đi bốn người thì tự động thì phải yêu thôi. Nhưng mà đầu tiên em gặp anh này là em có cảm mến liền không? Tức là anh ấy giới thiệu, anh bảo là anh có một thằng em đẹp trai lắm, giám đốc công ty đẹp trai lắm, nhưng mà thằng này nó lạnh lùng, nó vô cảm, nó không như anh em mình. Kiểu như thế thì em cũng muốn gặp. Thế thì khi mà gặp thì em cũng thấy công nhận là lạnh lùng vô cảm thật. Được cái là đẹp trai, công nhận là nhìn cái đẹp trai, nhưng mỗi tội là kiểu lúc nào cũng đúng là ít nói, nhưng kiểu lúc nào cũng tóm lại là kiểu như là lúc nào cũng kiểu như không cần đàn bà ấy. Ngày trước thì lúc mình còn trẻ thì lúc nào cũng thích các anh thì phải săn đón nọ kia, nhưng gặp anh này thì anh ấy khác, thì anh khác kiểu như nào cũng ta không cần đàn bà cái kiểu như thế. Nhưng mà lúc đó là Khoa là trong tình trạng như thế nào, có bạn gái hay là đang một mình? Dạ thì lúc đó thì em có bạn gái ở Hải Phòng. Hả? Có bạn gái. Hả, thì bên là ông có rồi, cho nên là ông gặp gái khác thì ông lạnh lùng là chuyện bình thường đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà cái style là vậy. Người anh mà ăn lê đó, phát tỉnh ăn lê. Nhưng mà lần đầu tiên thì mình không ý định là quen hoặc là tán tỉnh với bạn ấy, hàng ấy, nhưng mà gặp đầu tiên thì trông xinh, ngon, eo nhỏ, hơi bị hút đấy, mông thì lại cong như bò ngựa luôn, đấy. Mình lại rất thích người phụ nữ như thế. Thì em có một bạn gái ở Hải Phòng và bạn này trên Hà Nội, cũng có một bạn gái nữa ở trong Sài Gòn. Như vậy là cô ấy có thế sức là đó. Thế là cùng một lúc em bắt cá ba tay luôn. Hải Phòng, Hà Nội với cả Hồ Chí Minh. Đấy, Hải Phòng, ba nơi luôn. Ba nơi có Đà Nẵng hay là không có, thì ba thành phố. Có nghĩa là có ba cô bạn gái ở ba thành phố lớn. Ba thành phố lớn. Đó. Rồi sao? Rồi có làm quen với cô, có tỏ tình với cô không? Thì em chưa tỏ tình. Em em nhờ ông anh để nói chuyện với bà chị xin số điện thoại của Hằng. Nhưng mà Hằng gặp ảnh là Hằng có thích liền không? Thực ra em gặp thì em nhìn em cũng thích xịn đẹp trai, nhưng mà em ghét cái kiểu là cứ cái kiểu lơ mà có như phớt lờ em rất là ghét. Nên là khi mà em gặp thì mình ấn tượng là cái nhất là em thấy rằng là anh này anh đẹp trai thư sinh. Ngày xưa anh em bây giờ lấy vợ tăng hơn 10 cân. Chứ ngày xưa kiểu gầy gầy ấy, xong rồi mắt nó ướt. Mà tóc thì để rậm chứ không để như bây giờ. Thế nên là trông rất là đẹp trai, công nhận. Nhưng mà có một cái điều gì đấy, tóm lại là em nhìn cái người đàn ông này có cái gì đấy em cái đôi mắt rất là buồn. Và nhưng mà người ta rất là lạnh lùng. Và cái vấn đề là khi là tức là em mới gặp thì em không nghĩ là em yêu, em không nghĩ là yêu. Thì về anh này thì ngày nào anh cũng nhắn tin. Anh nhắn tin liền tù tì 7 đến 10 ngày. Nhắn tin ngày nào cũng nhắn tin, thế là sau bẵng đi tầm một tuần không nhắn tin nữa. Chơi em... chiêu đúng không? Đúng rồi. Cái này là chiêu của mấy ông đàn ông á. Để thả rồi, thả ra xong rồi bắt hiếm lại. Tạo thói quen á em. Đó, phụ nữ mình chết vì mấy cái thói là quen vớ vẩn đó đó em. Chắc chắn là sau đó 7 ngày là cô này sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ABCD? Thực ra lúc đấy thì em cũng rất là nhiều các anh cưa, chứ không phải là không có. Nhưng mà khi mà có một cái không anh nào là ngày nào cũng cứ tầm mấy giờ sáng là nhắn tin em ăn sáng chưa hay em đang làm gì đấy. Tóm lại là trời lạnh nhớ mặc áo ấm nha. Rồi tới buổi trưa em ăn trưa chưa? Nhớ đừng có để bị đói bụng nghe chưa? Rồi buổi tối nhắn nữa, nhắn hoài luôn. Tạo một cái thói quen á, thói quen hư hỏng cho mình á. Xong đến khi ngưng lại một cái là em khó chịu đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó em làm sao? Thế là em mới nhắn 7 ngày anh ấy không nhắn tin, em nhắn tin lại. Thì anh ấy tức là lúc ấy thì nghĩ gì anh? Lúc anh ấy nghĩ gì? Nghĩ là cá đã cắn câu rồi. Nhưng mà chị biết chắc chắn là khi mà em câu là em biết con cá này sẽ cắn đúng không? Em rất là tự tin trong việc đó. Có tự tin không Khoa? Thực ra thì em cũng không khẳng định em tự tin. Tại vì lúc đấy là con người em thì em thích làm việc. Đấy, còn cái việc là có bạn gái công việc đấy là một cái niềm vui cho mình. Bên cạnh cái thời gian mình dành cho cái việc lao động kiếm tiền. Thế là nếu như mà mình nhắn tin cho bạn là bạn trả lời lại được thì nghĩa là bạn ok, là bạn đã có dành tình cảm cho mình. Thì cũng đấy là một cái niềm vui cho mình, còn không thì thôi không sao. Tại vì mình cũng có hai bạn gái rồi. Thế sao em phải xài chiêu làm gì cho khổ thế? Dạ. Thế tại sao em thì vì, tại vì... được hay không được, gọi là được thì tốt mà không được thì cũng không được. Bắt buộc là phải được. Tại vì em biết là bạn này cũng rất là nhiều anh tán tỉnh. Thế là mình phải có một cái chiêu thì nó phải có sự khác biệt. Đó. Đấy, chứ nếu mà mình cứ săn đón thì lại giống như cái người đàn ông khác thì chưa chắc bạn ấy để ý chị nói á, là có nghĩa trong đầu em á, là em đã nhắm là em phải quen với bạn này rồi thì em mới mất công em xài chiêu như vậy. Chứ còn nếu không thì thôi, cứ nhắn theo kiểu ngoại giao thế thôi. Nếu mà thích anh thì nhắn lại, không thì thôi. Còn đây là phải 7 ngày liên tiếp em à. 7 ngày liên tiếp mà lại nhắn, may mà không nhắn nhầm ấy.
Thế con nhắn bên Hải Phòng, nhắn bên Thành phố Hồ Chí Minh mà nhắn gọi tên nhầm nữa. Thì có mà chết. Ủa nhưng mà là em có suy nghĩ và em có nghi rằng là bạn này là bên ngoài cũng có nhiều cô không? Tức là cái lúc đó, vâng, cái đợt là mới quen ấy thì là em chỉ nghĩ một điều rằng là nếu như mà anh này anh ấy cũng có nhan sắc này, công việc ok này và lại sống một mình nữa thì em nghĩ là chắc chắn rất là nhiều người yêu. Nhưng mà thực ra ấy, là em chỉ nghĩ rằng là quan trọng cái người này người ta có xứng đáng với mình hay không. Mình có tại lúc đấy em là 25 tuổi rồi thì em nghĩ rằng là một là cái người này mình không phải cái tuổi để mà đi yêu một người mà tự dưng gọi là cái trò chơi nữa. Bây giờ đến với cái người này là mình phải xác định là người ta là chồng mình thì mình mới đầu tư thời gian. Còn không thì thôi. Chứ còn thực ra em cũng đoán là anh này rất là nhiều cái đối tượng đấy là chuyện bình thường, đúng không ạ? Nếu có điều kiện tốt thì chắc chắn là sẽ có nhiều người yêu thì là bình thường. Với em thì em không có cái gì mà em mấy cả, mà sau này khi là yêu nhau rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là anh này có mấy người yêu liền. Đó, thì là cái vấn đề phát hiện như nào thì một chút nữa kể. Rồi. Bây giờ anh rất quan tâm đến cái việc là bao lâu thì hai bạn mới chính thức là quen nhau? 6 tháng. Có nghĩa là kể từ 7 ngày, sau 7 ngày mà không nhắn tin đúng không? Vâng. Là 6 tháng sau là mới quen. Tức là anh này anh quen thì anh ấy cứ suốt ngày anh ấy thả tin nhắn như thế thôi. Xong lúc nào anh rảnh thì anh chơi cái kiểu này. Ví dụ như chẳng hạn như là em cứ đang ở nhà thì anh cứ nhắn tin cho em, anh hỏi là em đang ở đâu đấy, em đang ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy ở nhà xem nào. Cái máy sấy ở nhà. Hoặc là ví dụ như đang nhắn tin với em thì là cứ nhắn tin là anh đang đi làm, anh thế này, anh này kia các thứ, xong rồi cứ hỏi em đang ở đâu và em đang ở nhà thì em làm này làm kia, xong đùng phát thì anh ở Hải Phòng mà đùng phát anh bấm chuông dưới cửa anh mà anh đang ở dưới nhà này. Có những hôm em đang ở nhà với cả bạn em thế anh ấy thì em bảo em đang ở mình thế anh ấy bấm chuông cửa dưới, may mấy đứa con gái con dài chết. Anh kiểm tra đột xuất. Anh này anh ấy rất là hiểm nhá, hay kiểm tra đột xuất. Có nghiệp vụ của cảnh sát hình sự á, hay kiểm tra đột xuất. Chiêu mà chiêu của ổng mà đấy đó. Hay kiểm tra đột xuất xong là cứ bắt đầu em ở đâu thì bắt đầu là chứ ví dụ ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy hay em cho anh xem cái này xem cái kia đấy xem là có ở nhà hay không. Nhưng mà sau tức là 6 tháng sau tụi em chính thức quen nhau thì đến bao lâu thì em phát hiện là ảnh có những người con gái khác? Đó, 6 tháng quen nhau thì bắt đầu phát hiện là như này. Cái hôm đấy bạn của anh ấy dắt một cái người bạn ở Hải Phòng lên thì cái cô là con gái thì cô tự dưng cô bảo với anh là anh đã nhìn ở trên Facebook em nhảy căng làm sai chưa. Thì mặc dù em không hề biết Facebook của anh này, anh không nói gì Facebook, thế là em thực ra để mà nói là em phụ nữ mà giác quan thứ 6 ngay. Thế em bảo là ô tại sao không cho mình biết Facebook. Nhưng mà em thế là lúc ấy cô ấy ăn mực, cái cô bảo là chị rất là đi vệ sinh với. Thế là lúc là em dắt cô đi vệ sinh nhá, nhìn mặt anh này lấm lép không hiểu là sẽ hỏi cái chuyện gì ấy. Thế xong em cũng không hỏi chuyện gì cả, em không hỏi chuyện gì cả. Nhìn mặt tự dưng lúc đấy là tự dưng là mất tự nhiên rồi, đổi sắc mặt liền. Đúng rồi, kiểu gì nghĩ em là chắc là sẽ hỏi là Facebook là gì vào điều tra đây. Nhưng em không hề hỏi gì cả. Thế em hỏi là anh có Facebook mà tại sao không cho em biết. Thế là anh bảo chưa thì yêu cũ của anh ngày trước ấy thì là anh cũng không tức là anh không muốn cho em biết ấy. Thực ra giờ cũng không có cái gì nhưng anh không muốn cho em biết. Thế bảo chứ anh sợ em hỏi người ta là Facebook của anh là cái gì gì các thứ đó kia, em không hề hỏi. Nhưng mà em tìm quá trời, em tìm mấy ngày mới ra Facebook của anh này. Rồi. Thế ra Facebook ra, thấy ra Facebook là như này, tức là ngày xưa anh ở một mình thì ở nhà anh ấy có một cái bức tranh ông thần tài thêu tay. Thế thì em mới tìm Facebook của anh này, em tìm ra rồi nhưng em tìm tất cả danh sách bạn bè với em tìm hết ảnh, không có một ai nghi ngờ cả. Nhưng em tìm hết cái danh sách các cô gái em vào xem Facebook thì có một cô. Thì cô ấy lại có là ghi là tác phẩm đầu tay thì lại là cái ông thần tài mà theo ấy. Theo nhà anh này. Đúng, thế thì em ấy tìm ra là nhà cô ở chỗ này cô bán cái này cái kia, là em tìm ra hết, xong cô còn có mụn ruồi ở đây. Em tìm hết nhá, thì em không hề nói. Và ngày xưa là anh này anh ấy có một cái xe đạp điện bò điên. Thì là ở cái xe đạp điện bò điên ấy thì nó lại có một cái con rùa. Chìa khóa con rùa, thế em nhìn một phát em nghi ngờ mà chứ. Tại sao mà đàn ông mà lại có cái chìa khóa con rùa này? Suy luận. Em suy luận, thế là em theo dõi, em ngầm theo dõi cái Facebook cô đấy. Hai hôm trước em vừa xuống Hải Phòng chơi xong thì hai hôm sau em thấy cô đăng lên Face
là cô ấy đi cái xe đạp điện đấy. Thế là chụp cái ảnh cái xe đạp điện ấy cũng có cái chìa khóa con rùa đấy. Thì bảo thôi chết rồi, ông này là bắt cá, ông này vẫn còn quan hệ với cái cô bé đấy. Thế xong em bắt đầu em xuống đấy em bắt đầu chơi chiêu, tức là em mới xuống đấy một cái là em bắt đầu em chụp ảnh tất cả cái góc nhà của anh này, toàn là lao giường ngủ này, lao là bể cá hay lao là salon. Đó, thế em chụp ảnh xong hôm ấy anh này say rượu. Thế là em say rượu xong rồi em mới chụp, em bắt phải chụp với em, tức là coi như là kiểu như là đấy là một cái chuyện vô tình, nhưng nó là một cái gọi là không thể lỡ được. Bắt đầu đăng lên Facebook luôn, thế là mặt biến sắc luôn. Anh chưa muốn công khai mới cả người yêu anh vừa bỏ thì tự dưng đăng này nó không hay. Thế em bảo là thế em là cái gì của anh, nếu mà anh còn còn tình cảm với người ta anh đừng đến với em nữa, còn em yêu em mà muốn công khai. Thế là em bắt phải đăng lên xong bắt đầu là thế là người yêu mới lồng lên, rồi cái cô đấy mới lồng lên nhá. Cô đấy mới lồng lên xong bắt đầu là tức là hôm ấy, tức là khi trước khi đấy thì em cũng gọi điện cho anh này rồi, em bảo là tức là em gọi là em biết rằng là người yêu anh nhà ở đâu, rồi cô ấy bán cái gì, nhà ngõ bao nhiêu, có nhiều biết hết rồi bên này, đúng rồi, số điện thoại bao nhiêu luôn em biết luôn. Thế là anh đánh sợ quá, em mất anh phải lựa chọn giữa em và cô gái đó, còn nếu như anh cảm thấy anh mà có tình cảm với cô gái đấy thì không đừng tiến đến với em. Còn em hôm cái cô đó cô đến có làm gì em? Không, cô không, không làm cái gì cả. Nhưng mà anh này anh vẫn qua lại với cả. Thôi giờ chuyển nè, qua bên đây. Thời điểm đó em giải quyết làm sao? Em lý do gì mà em lại chọn cô này bỏ cô kia? Thì nó cũng lý do thì thứ nhất là cuộc sống của em sống một mình. Nghĩa là bố em thì mất từ hồi em học lớp 9. Nên mà em thì cũng ốm. Ba bị bệnh, nhưng mà bệnh bị liệt nửa người. Thế là em sống mình với em. Còn chị gái em thì lấy chồng như Hà Nội. Thế là mình sống cuộc sống là phải tự lo mọi thứ. Thế còn tất cả những cái vấn đề mà mình yêu ấy thì nó một cái gì đấy thì em vừa nói với chị ấy, nó cũng niềm vui cho mình. Sau khi những cái công việc mà hàng ngày nó mệt mỏi thì đấy cũng niềm vui cho mình. Thế mình cảm thấy nó cuộc sống nó happy. Thì cái bạn gái cũ ấy thì bạn cũng rất là trẻ. Bạn ấy kém em cũng rất nhiều tuổi. Nhưng mà cuối cùng là em lại chọn. Tại sao em lại chọn? Đấy, ở tại đấy, đấy, dạ vâng. Thế vì cái câu chuyện thì bạn ấy còn trẻ, thế là về cái suy nghĩ của bạn ấy nó chưa được sự chín chắn. Nhưng mà bạn Hằng này thì bạn ấy hơn bạn này về cái sự chín chắn trong suy nghĩ. Nên là bạn cũng rất là đảm đang, lâu lướng mọi thứ, rồi chọn một cái rất là ok. Thì em nghĩ là nếu như mà em chọn một người này là mà lấy làm vợ thì em nghĩ là cuộc sống của em nó sẽ thay đổi. Nhưng mà em giải quyết cô kia nó có dễ dàng không? Dễ. Thì thực ra thì đối với cô kia thì cô ấy khó thôi, chứ còn thì vì cô ấy rất là yêu em. Rồi bao lâu thì em cưới hả? Sau cái đó thì hai đứa bao lâu thì làm đám cưới? Tầm sau khi giải quyết xong tầm một độ 3 tháng sau rồi. Em chữa 3 tháng. Sau 3 tháng sau nữa thì là thì quen nhau thì là 6 tháng là chính thức quen nhau. Em bắt đầu yêu nhau tầm 3 tháng thì em chữa 3 tháng. Bầu hả? Dạ. Thì có bầu. Có bầu thì anh này thì anh không chịu cưới. Thì vì lúc đấy thì làm ăn khó khăn ấy. Tự dưng lúc đấy thì nói chung là rất là khó khăn. Là bên Khoa khó khăn hay là em? Em thì không có cái gì cả, anh này thì lại khó khăn. Nói chung là hai đứa đến với nhau thì nó không có một cái gì cả. Tức là trước đấy thì anh này thì có nhà, có xe, có công việc. Nhưng mà khi mà bắt đầu gọi là yêu nhau thì bắt đầu anh ấy không có cái gì cả. Bắt đầu là lấy nhau là hết, không còn một cái gì cả. Lúc đó là em cũng chưa kinh doanh luôn. Em có kinh doanh nhưng mà cái công việc của em nó, tức là khi mà em bầu thì cái công việc của em nó không cái làm công việc được. Hiện tại á em chưa kinh doanh cái mỹ phẩm mà cái chưa công việc hiện tại là chưa. Tức là em ngày trước em chuyên về làm về spa, với thẩm mỹ viện, mới chuyên về tắm trắng. Thì cái đấy thì khi em có bầu thì em không làm được cái việc đấy, em lại càng khó khăn nữa đó. Thì là anh này thì anh ấy cũng không muốn cưới, thì anh bảo với em là bao giờ có tiền thì cưới em về. Đó, thế nên là em thì em không đồng ý. Em bảo với anh là bây giờ bố mẹ em sinh em ra, nuôi em bao nhiêu năm, mấy chục năm, bây giờ anh muốn cưới em thì anh phải bảo người lớn nhà anh mang chầu cao đến hỏi em đàng hoàng. Kể cả là không đám cưới rình rang cũng được, nhưng mà cũng phải là có chầu cao đến hỏi bố mẹ em. Đó, có người lớn đến hỏi bố mẹ em thì anh kể tiếp đi. Thì như câu chuyện em nói thì bố em mất rồi, thế là đến hỏi cưới bạn này thì phải nhờ bảo chú em. Chú em với cả cả chị gái. Thì nói chung là sau đó thì hai đứa là vẫn đám cưới một. Có một cái đám cưới rất là ok đúng không? Có đám cưới. Nay là bao nhiêu năm rồi? Nay là 10 năm rồi ạ. 10 năm. À lúc đó bé trong bụng là bé trai bé gái à? Bé trai ạ. Bé trai. Rồi giờ em mấy đứa rồi? Em ba. Ba đứa. Dạ. Wow, chúc mừng nghe. Ba đứa mà phọt đẹp thế. Trời ơi, ba đứa rồi. Dạ. Trai gái đủ cả. Dạ, hai bạn cuối cùng là sinh đôi.
Trời ơi, vậy hả? Là, coi là một đứa nữ, một đứa trai, một đứa gái hả? Đâu hai một hai bạn nữ là sau và bạn nam là đầu tiên. À đứa trai lớn là, còn là hai sinh song sinh là hai đứa nữ. Wow. Trời ơi thôi vậy là ngon lành quá rồi. Ủa nhưng mà là cái bạn cái lần sau á là đẻ cặp song sinh á thì có khó khăn gì không em? Hay có câu chuyện gì về cái việc gọi là sinh hai bạn ấy không? Cái câu chuyện thì nó cực kỳ dài. Nhưng mà em chỉ chia mình sẻ kể một ngắn chút gọn này. Thôi em chỉ chia sẻ một chút này. Thực ra hai cái bạn đấy thì khi mà bọn em chửi em vất vả lắm. Em chửi em thì em xin phép em kể cái sau khi mà lấy nhau đã xong sẽ hai bạn đấy. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì rất là khó khăn cái cuộc sống, tức là nó khó khăn vô cùng luôn. Anh này làm cái gì thì cũng là bị lừa, xong rồi làm cái gì một là bị lừa, hai nữa là người ta không trả tiền. Có nghĩa là không có một cái việc gì nó như tức là vợ chồng ấy, tức là vợ chồng em, có nghĩa là những cái thời điểm ấy nói thì bảo cái thời này cách đây 10 năm mà gọi là trong nhà có khi còn chẳng có một cái đồng nào luôn chị ạ. Tiền thì nhà thì đi thuê, và đợt đấy khi mà em đang bầu thằng đầu tiên ấy, cái bạn đầu tiên ấy, thì không có một cái gì luôn. Có nghĩa là vợ chồng em mức độ mà ăn cái cơm trắng ra nhiều quá mà em ngán quá mà em lấy 2.000 ở trên Ban Thần Tài đi mua dưa để Giang ăn cho nó đỡ ngán. Tức là cái thời gian đấy em rất là nhớ, tức là khó khăn vô cùng. Thì em kiểu như không muốn cho mẹ em biết ấy, thì chỉ gọi điện về quê là mẹ ơi, ở đây bây giờ toàn là gạo với cả toàn là rau của Trung Quốc, cứ nói thế để cho bố mẹ đỡ phải lo lắng. Thế thì mẹ lại gửi rau với gửi gạo với gửi ngan ra, thì lại ăn được một tuần. Tức là cái cuộc sống lúc đấy rất là khó khăn ấy. Hai vợ chồng rất khó khăn nhưng không bao giờ cãi nhau. Và lúc đấy có duy nhất một cái xe đạp điện mà em nhớ là em chửa to như thế này, thì chồng em thì cái yên nó bé như này, thì chồng kiểu như không ngồi được ấy. Bụng nó to quá thì là em phải ngồi ở cái đầu của cái yên. Ngồi nó rất là khổ. Nhưng mà mình vẫn muốn là buổi chiều mình thấy lúc ấy cái công việc em nó không có, nó đang rất khó khăn. Mình chở vợ mình buổi chiều là mới bắt đầu đi xem điện rồi đi dạo. Thôi nhưng mà thực ra là để coi là kể sơ qua cái thời kỳ khó khăn như vậy để thấy là bây giờ tụi em đã vượt qua cái thời điểm đó một cách quá là ngoạn mục, đúng không? Bây giờ thì là hai anh chị là mình nhìn vậy là mình thấy là bây giờ đang rất là đúng rồi, giàu có phủ phê rồi, đúng không? Trời ơi. Thành ra mới kết luận lại á là anh chị chọn nhau như vậy là quá đúng rồi. Trong ba người phụ nữ mà em bắt cá đó thì em chọn đúng con cá mà cá vàng á, đúng không? Đó, để rồi bây giờ hai đứa hạnh phúc như thế này mười mấy năm rồi, đúng không? Hai bạn lấy nhau mười mấy năm. Mười năm. Một thập kỷ đó. Nếp tẻ đủ cả. Đó, thì đầu tiên là phải chúc hai người, gọi là chúc mừng hai người đã, đúng không? Chúc mừng đã, nhưng mà rồi chúc mừng xong rồi thì vẫn phải hỏi là khi mà lấy nhau á, thì bắt đầu lúc cái thời điểm đó có lòi ra tật xấu gì không? Lúc đó bắt đầu mới là khi mà về ở chung nhà với nhau đó. Có tất cả đã lòi ra hết. Và những cái tật xấu đó tới bây giờ nó thực ra nó không phải là tật xấu đâu, mà là có những cái mà quái thai quái thú của đối phương mà mình không biết cái lúc mình đang yêu á. Đó, thì khi mà về với nhau như vậy á thì là những cái cá tính bắt đầu bộc lộ ra như vậy, thì mình vượt qua cái điều đó như thế nào? Ví dụ như là bạn vợ có cái gì mà em bị bất ngờ á, có nghĩa là lúc mà khi yêu á là không có, nhưng lúc về mới thấy. Ví dụ như là nhõng nhẽo quá thể này, hay là có một cái gì đó nó em làm em bị bất ngờ á. Những cái gì mà chưa hài lòng và bất ngờ về những cái tính đó. Thì thực ra vợ em lúc mà quen em thì em thấy rất là hoàn hảo. Nhưng mà về làm vợ á. Vâng, rồi. Khi về làm vợ thì mình thấy sau một thời gian khi đẻ con kia thì bạn ấy tập trung vào cái công việc kinh doanh, thì vợ em là live stream bán hàng mà. Nên là bạn ấy có cái việc nhà thì bạn ấy nó không được đảm bảo chu toàn lắm. Cái việc đấy thì cũng có giúp việc rồi, bây giờ hiện tại có giúp việc. Hai là cái tật xấu thì là cái tật xấu nó cũng kỳ lạ. Em chưa yêu ai mà có cái tật xấu đấy à? Đâu tật xấu gì? Nghĩa là lúc nào cũng phải sờ người em, tay nó kiểu như là lúc nào thích phải sờ bụng. Ngủ lúc nào phải đặt tay bụng đấy. Không chịu được. Có đó dễ thương mà. Có nghĩa là cứ gặp là đặt tay lên bụng. Để tay bụng sờ. Sao em không để lên má hay để lên vai mà để tay lên bụng? Không, đấy là cái thói quen. Nói là chồng ơi chồng tốt bụng hả? Đấy là thói quen của em. Thói quen từ bé. Thế nên là bây giờ lấy chồng thì cũng. Thôi nhưng mà đó là thói quen. Đâu cái đó dễ thương mà. Đáng yêu mà. Nhưng mà có hay la con không? Có hay mắng con không? Có.
đó. Đây có bạn ấy cũng nhiều khi cũng áp lực công việc thì bạn cũng hay la mắng con, nhưng mà thực chất thì em sống để em biết là bạn ấy cũng rất là yêu thương con. Rồi có nghiện shopping không? Đó. Có nghiện shopping không? Ôi giời, nghiện nặng luôn ạ. Đấy, nghiện nặng con nghiện đúng không? Em thì có khoảng độ 1 tủ này thôi, nhưng bạn phải 4 tủ. Đấy, tôi nhìn là tôi cũng hình dung ra rồi. Nguyên... chú không khai tôi cũng đoán ra rồi. Có nguyên cái tầng luôn. Nguyên một cái tầng là chứa quần áo của bạn ấy. Quần áo là có đóng hẳn những cái ngăn tủ để trang sức, rồi đồng hồ, kính mắt, rồi giày riết. Có những cái bộ nào mà mua mà chưa mặc luôn không? Có ạ. Có nhiều vẫn còn mang. Con nghiện shopping là ai cũng bị cái tật đó. Có như mình mua nhiều quá mình không nhớ là mình mua cái gì rồi. Tôi là cái như là mặc không kịp luôn đó. Và em thì rất là thích khi mà gặp cái việc gì mà nó buồn ấy thì là đi shopping cái đấy, là giải ngay, sầu ngay. Giải sầu ngay. Rồi bây giờ Khoa có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì thực ra thì em xác định là mình là một người đàn ông trong gia đình thì mình là phải người gánh vác, nên là em thấy thì là vợ em có những cái thói quen, tuy nhưng mà mình cảm thấy cái thói quen đấy nó cái gì là nó gọi là phải là quá thì mình phải thay đổi, thế là em nghĩ là chắc là em cũng không cần vợ em cứ thay đổi được. Cứ như thế. Cứ như thế và thay đổi cái là mình lên nhẹ nhàng lên lãi với các con, thế là được. Nhẹ nhàng với các con đó. Với bớt shopping lại em ơi. Chị nói thiệt với em á, gặp chị mà là em á là chị mong muốn thay đổi ngay cái việc đó. Uống tiền lắm. Thì có nhiều khi mình mua những cái đồ mình không xài tới phí lắm. Thực sự rất là phí luôn. Nhà chị bị nên chị giờ gặp ai chị cũng khuyên hết á. Giờ chị bị. Nhưng mà nhiều khi đó là cái thú vui của người ta. Đúng rồi. Cái sở thích của người ta, không mua là xỉu đó, đúng không? Thôi chuyện sở thích khác đỡ tốn hao hơn đi em ơi. Rồi bây giờ tới em nè, đã bạn ấy có những tật xấu gì? Anh này thì nói chung là cái tật xấu ấy là chưa tìm cái đồ gì đã gào lên rồi. chưa tìm cái đấy đã gào lên rồi, tại vì là anh ấy là một cái người mà kỹ tính, sạch sẽ, kỹ tính và cầu toàn ấy, cái gì cũng phải hoàn hảo. Tức là có một cái tính là nếu như mà cái gì không đúng ý của mình ấy, tức là mỗi một người sinh ra thì không thể ai người ta cũng như ý của mình được. Có thể là mình mà mình có thể làm được nhưng người khác không làm được. Nhưng mà anh ấy hay kỳ vọng quá cao xong mà hay chịu bực mình ấy. Cáu hay cáu đấy. Bực mình cáu lên xong bắt đầu là tìm cái gì mà đồ gì mà chưa tìm thấy là bắt đầu là đâu có anh ấy đâu cái thứ kia. Nhưng chỉ loanh quanh ở đấy thôi. Đấy. Rồi. Cứ bắt đầu mỗi lần gào lên một phát là cả nhà, cả bố, cả mẹ, cả các con, cả ấy là rú biết cả người mà. Rồi. Không hiểu bố lại đèn. Một tần số đầu tiên là hay gào. Hay gào. Rồi đó. Nhưng mà nè, có hay ăn cái chân diện đồ hay là mua sắm giống như em không? Ui trời, anh có chân diện nha. Anh chị nhìn điệu là lắm. Chị thấy chân diện nha. Điệu lắm luôn hả? Đây này đó, em nhìn cái áo với lại cái đôi giày đi đó. Đó em thấy đó. Đó. Một logo đó. Đó em đó. Chân diện sao? Anh này thì anh ấy điệu lắm, anh ấy sạch sẽ, tức là cái đồ của anh cái gì nó phải vào cái đấy, và quần áo là phải giặt bằng tay, là cái gì nó cũng phải sạch như ly như lau ấy, tức là anh ấy là một cái người như thế. Nhưng mà không, cái đó là thật tốt rồi, chị đang hỏi em thật xấu thôi. Giờ có chuyên diện nè, có xài, tức em là ghiền mua sắm nè, cũng tốn tiền nha, còn ảnh có tốn tiền với quần áo với đồ hiệu đồ hiếc hay không? Cũng có tốn nhưng mà cũng bao biện nè, bao biện. Rồi là bây giờ có nè, chắc chắn mấy cái đồ luôn. Mấy cái đồ hiệu thì có giặt chung với mấy cái đồ không? Không ạ, giặt riêng. Em có mua một cái tủ lạnh để chuyên giặt quần áo của em thôi. Quần áo em quần áo của em thì lúc nào nó hơi bẩn thì em mang ra tiệm giặt, còn không em giặt bằng có cái máy giặt nó cao này, mua mua 80 triệu. Là máy giặt hiệu luôn đúng không? Giặt hấp coi như là máy giặt hiệu để giặt quần áo hiệu đúng không? Tức là em thích xài đồ hiệu đúng không? Còn vợ em thì ghiền shopping đúng không? Dạ, đó, dạ, đúng rồi. Hại chồng cũng đồng lòng đồng thủ để mà tiêu tiền quá đi. Dạ vâng, nhưng mà mình đồng lòng đồng thủ thì mình lại phải đồng sức để mình kiếm tiền đó. Đó. Đấy, để mình phục vụ cho những cái sở thích của mình. Đúng vậy đó. Bây giờ là mong muốn chồng thay đổi gì? Em thì nói chung là mong muốn chồng thay đổi thì là cũng chả mong muốn thay đổi gì cả. Bớt cáu không? Mong bớt cáu lại. Tại vì là em cũng hiểu tại vì sao cáu mà. Tại vì là áp lực công việc. Nhà em là cứ chồng em là cứ 6 giờ sáng dậy, xong bắt đầu là đi làm đến 1 giờ trưa mới về ăn cơm. Ăn cơm xong thì hôm nào cứ vợ rủ ngủ trưa thì ngủ một tí, không thì lại đến 6-7 giờ tối về tập thể dục một tí xong rồi lại. Tức là cái áp lực công việc của anh ấy rất là nhiều. Em á cứ vừa đấm vừa xoa. Cái chương trình này nó bị lạc đề. Ví dụ có cái gì là tranh thủ, mình phải tranh thủ cơ hội để mà mình nói. Đó anh ơi thế này nọ. Em nãy nghe nói là chồng cáu lên cái là gia đình ai nấy rúng gió lại hết đúng không? Thì thực ra áp lực ai mà không có áp lực em. Dạ. Cái thời đại này ở xã hội ai cũng có áp lực hết, chứ không chỉ riêng ai, mà người ta hơn thua nhau ở cái điều là mình kềm hãm được cái cảm xúc của mình. Mình kềm hãm được cái áp lực đó để mình không xả cho vợ con mình. Đó là cái điều mà mình hơn người khác. Thực sự là như vậy mà, trời ơi, chị áp lực lắm chứ bộ. Nhưng mà không bao giờ chị về mà chị
cấu chồng hay là cấu con, không có luôn. Thiệt, mình tìm cái cách xả cách khác. Ừ. Chứ mình không có xả lên vợ, lên con mình. Đúng cái rồi. Đó mới là cái hay. Ngược lại mình cũng vậy. Vậy thì em mong muốn luôn đi. Đó, mong muốn. Nói chung là mong muốn là chồng gọi là tạo áp lực cho người khác vừa vừa thôi. Ừ. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là tìm cái đồ gì phải tìm kỹ, xong bắt đầu mới tìm đi rồi hãy cấu, đúng không? Tìm xong ra chưa tìm đã cấu. Không, mình cũng bị cái tính đó nè. Mình cũng bị cái tính đó. Rồi thôi, thực ra là bây giờ tụi em đã sống với nhau một thập kỷ rồi, cũng hiểu hết đường tơ kẻ tóc của nhau hết rồi. Vấn đề là bây giờ ai cũng giỏi hết, chồng giỏi, vợ giỏi. Tụi em càng giỏi thì tụi em sẽ càng nhiều áp lực. Và bây giờ vấn đề tụi em phải vượt lên chính mình bằng cách là giỏi hơn nữa, bằng cách là mình đừng tạo áp lực cho con cái mình, cho gia đình mình, cho vợ chồng mình, tức là vợ mình hoặc chồng mình. Cái đó là mới bền được. Cái đó mới bền được đó em. Chứ không là mệt mỏi lắm. Đến một lúc nào đó tụi em tiền kiếm gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần như vậy nữa là áp lực nó còn kinh hoàng hơn nữa. Đúng không? Thành ra là chị nghĩ là bắt đầu đè nén cảm xúc từ bây giờ sau đây. Và cũng rất là cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc của hai vợ chồng. Và thật sự mà nói là nhìn thấy hai bạn rất là đẹp đôi ha? Ganh tị với sợ và luôn á. Phải nói là đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc và thành công trong công việc. Và rõ ràng là trời sinh ra hai bạn là một cặp. Và để có được hạnh phúc này, đó là sự lựa chọn của cả hai. Đúng nghe. Hạnh phúc là lựa chọn. Xin cảm ơn.